Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn, nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu bạn tham gia một dự án là Crypto Cartridge. Để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả video và tay đóng start chatbot rồi mà. Rồi, mình sẽ nhận được 100 token có ký hiệu là KRTL nè bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên, các bạn join kênh group, kênh seller. Câu này được xây dựng trên chuỗi mạng Binance Smart Chain. Tiếp tục join tiếp kênh seller. Rồi bạn mới đáp lời. Tiếp tục follow tờ Twitter và tăng 3 người bạn nữa. Rồi trên tờ Twitter các bạn theo dõi nè, các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn với tờ Twitter nè. Các bạn tăng 3 người bạn, các bạn tờ Twitter lên các bạn. Thì dự án này nó sẽ một phần Airdrop 1% nè. Airdrop 500, VSL 30% nè. Giao 2, tờ Twitter, Telegram, Liquid, Bull. Rồi các bạn tiếp tục follow Facebook nè. Rồi các bạn bấm tham gia nha các bạn. Rồi xuống đây các bạn like bài viết của nó nè. Các bạn chia sẻ nè. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục bạn subscribe Instagram nè. Trên Instagram bạn theo dõi nha các bạn. Xuống đây nó có 3 bài viết nè, các bạn chọn một bài viết đi các bạn. Rồi các bạn like nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Rồi bạn bấm submit tên nè. Rồi tiếp tục các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn. Thì các bạn mở Telegram bạn ra nha các bạn. Các bạn vào setting nè. Các bạn copy username của mình là cộng anh 5 số 2 là của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn điền lại cộng anh username Telegram mình vào nè. Tiếp tục các bạn điền username join vào nhóm chat nè. Điền lại username Telegram của tất cả các bạn nữa. Submit you Telegram profile a cộng anh 5 số 2. Các bạn copy trên đây nè các bạn. Các bạn dán vào đây lại nè. Tiếp tục các bạn gửi lên đường link profile từ Twitter mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba anh cùng, nhấp vào mục sơ nè các bạn. Bạn nhấp vào ba anh xin cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Airdrop này nó sẽ phân phối vào ngày 23 tháng 8 nha các bạn. Các bạn cứ chatbot bỏ đó đi. Airdrop bình thường chạy tới 1 tháng, tháng mấy, 2 tháng nó mới phân phối các bạn. Tiếp tục bạn gửi đường link profile Facebook mình nè. Thì các bạn nhấp vào Facebook nha các bạn. Các bạn nhấp vào anh avatar của mình nè. Các bạn nhấp vào bao anh cùng nè. Các bạn phải các bạn. Các bạn nhấp vào anh avatar mình lại nè. Rồi các bạn copy username Facebook mình nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục các bạn gửi đường link profile Instagram thì các bạn cũng nhấp vào Instagram đó nè. Cũng tương tự như Facebook thôi các bạn. Các bạn nhấp vào anh avatar dưới bên cùng với mình nè. Các bạn nhấp vào ba anh cùng nè. Các bạn sao chép nè các bạn. Rồi bạn gửi lên chatbot nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ GBB Smart Chain Bet20 trên ví chocolate của mình nha các bạn. Các bạn sao chép lại chỉ ví nè. Các bạn gửi lên chatbot nè. Tiếp tục các bạn bấm sao tiếp để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 100 token của Hero CR Taylor. Và việc lên ghép chia sẻ trong bè cho người thân để kiếm thêm token các bạn. Vậy video này đem kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.